Cờ bảng là một trong những trò chơi truyền thống của người dân thôn Nội Lăng, xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, được tổ chức thường niên vào dịp đầu xuân năm mới. Cờ bảng được cách tân về hình thức từ cờ tướng. Thay vì chơi trên bàn nhỏ, người tân vẽ một bàn cờ lớn tại sân đình, hai người chơi di chuyển những chiếc bảng có ghi tên các quân cờ. Giải cờ bảng năm nay được thôn Nội Lăng tổ chức từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 4 Tết, thu hút nhân tân trong và ngoài xã cùng con em xa quê cũng về quê cổ vũ. Giải đấu có 16 người tham gia, được chia làm 8 cặp. Hình thức thi đấu loại trực tiếp để chọn ra những người giỏi nhất vào vòng trong gồm nhất thắng, nhì thắng, tam thắng. Giải cờ bảng thôn Nội Lăng là dịp để nhân dân giao lưu học hỏi mỗi dịp Tết đến xuân về như một nét văn hóa độc đáo của làng.